Xin chào quý kính khán giả, tôi lại quay trở lại để cập nhật thông tin của thị trường. Thị trường vừa mới kết thúc được khoảng 3 phút thì cơ bản là nó vẫn đang nằm trong cái dữ liệu. Cái nến hôm nay thì mới là một phiên giảm nhẹ thôi, buổi sáng hôm nay một phiên giảm nhẹ, nhưng thông tin tích cực là buổi sáng hôm nay khối ngoại đã đổ tiền trở lại thị trường chứng khoán, hơn 100 tỷ đổ vào thị trường chứng khoán rồi. Đấy, khối ngoại đã đổ hơn 100 tỷ vào thị trường chứng khoán. Đấy, cái dòng rút ra nó đã ít đi rồi. Tuy nhiên vẫn phải chờ kết thúc phiên buổi chiều chúng ta mới biết được là hôm nay là khối ngoại thực sự đổ tiền ra hay là đấy, hay là đổ tiền vào hay là rút tiền ra. Đấy, giá trị giao dịch thì buổi sáng hôm nay cũng là 14.700 tỷ, là một con số khá là lớn đấy. Nói chung là buổi sáng mà trên 10.000 tỷ là một con số lớn, đúng không? Chúng ta có thể đấy, có thể xem khối ngoại đấy, cái thông số hôm nay đấy là 117 tỷ đổ vào thị trường khối ngoại. Còn khối tự doanh này, khối tự doanh thì đấy, con số nó cứ chậm nhá. Con số tôi vẫn biết ở chỗ này, nhưng con số ở đây là nó khối tự doanh là thống kê chậm. Khối ngoại thì là đúng đúng cái ngày hôm nay đấy, đúng ngày hôm nay nhá, 24/8 này. Nhưng khối tự doanh ấy nó cũng giống ở trên điện thoại, nó thống kê cái thông số này này là chậm, nó không phải là thông số ngày hôm nay đâu, đây là thông số của ngày hôm qua nhá. Đấy, hôm qua đấy, hôm qua thì khối tự doanh là cũng đổ tiền vào thị trường. Nhưng hôm qua thì khối ngoại rút ra. Đấy, nhưng hôm nay thì chưa có nhá, chưa có khối tự doanh. Đấy. Chưa có của khối tự doanh nhá. Thì về cơ bản là thị trường ngày hôm nay có dấu hiệu phục hồi nhẹ buổi sáng. Phục hồi nhẹ buổi sáng. Đấy. Các bạn thấy là cái chỉ số xanh đỏ là nó ngang nhau, và cái mức độ giảm ấy thì nó cũng ngang nhau. Còn cổ phiếu chứng khoán thì sau một thời gian tăng mạnh thì hôm nay đã bắt đầu giảm điểm rồi. Thì tôi cũng đã thông báo cho mọi người là chốt lãi cổ phiếu chứng khoán, đúng không? Ít nhất là phải chốt khoảng 1/2 hoặc là 2 hoặc 2/3 hoặc bán hết luôn được. Đấy, bởi vì cũng ăn một cái đoạn rất là dài rồi. Đấy, lên đến cái mức gọi là từ 30 đến 50% rồi, thế là nhiều rồi. Đúng không? Và giai đoạn này quan điểm của tôi là cổ phiếu rác sẽ lên ngôi. Tí nữa tôi chạy chương trình thì các bạn sẽ thấy là các cổ phiếu rác là lên ngôi, và nó sẽ sinh ra những cái cổ phiếu đầu cơ mạnh. Tuy nhiên đấy, những cổ phiếu đầu cơ mạnh như tôi vẫn nói đấy, nó là những con ngựa bất kham, chúng ta phải cảnh giác. Cảnh giác thứ nhất là phải cảnh giác, thứ hai là phải kỷ luật, và thứ ba là phải kiên trì đấy, thứ tư là các bạn phải dũng cảm thì mới có thể cưỡi được nó để ăn những con sóng lớn nha. Đấy là những cái đặc điểm của những cái cổ phiếu đầu cơ mạnh. Sáng nay có một bạn hỏi tôi là cái cổ phiếu HNG đấy, HNG là nên cắt lỗ hay không, thì cơ bản là tôi không theo dõi, nhưng quan điểm của tôi ấy là nếu như nó tụt quá cái đường này này khoảng 5% đến 7% là cắt. Nhưng tôi chưa bao giờ tôi nói cái cổ phiếu này đáng để mua thời điểm này nhé. Đấy, 7% có nghĩa là nó xuống khoảng 6.5 là bắt đầu phải cắt rồi. 6.5 phải cắt. Đấy. Nhưng cái cổ phiếu HNG này thì nó có một cái ưu điểm là giai đoạn này Bầu Đức không bán ra nữa rồi. Đấy, có một cái thỏa thuận giữa ông chủ của hãng ô tô Trường Hải đấy và Bầu Đức ấy, là Bầu Đức dừng bán cổ phiếu, đúng không? Tuy nhiên nên là tôi thấy là nó vẫn chưa thể phát triển ở đâu để. Và đấy, sau cái thông tin Bầu Đức bán cổ phiếu mạnh đây, những cái cây này là Bầu Đức bán này, bán mạnh, thì là cổ phiếu này nó sập theo đấy, và ông chủ của hãng ô tô Trường Hải đấy là ông dừng cấp tiền cho công ty này đấy. Nhưng sau đó thì Bầu Đức có cái cam kết, thì tôi cũng không nhìn thấy cái văn bản đấy, nhưng mà có cam kết, không biết là thỏa thuận miệng hay là thỏa thuận văn bản, là sẽ không bán ra nữa. Thì cái khối lượng của ông Bầu Đức nắm đấy là khả năng là lớn nhất, sau đó đến những cái nhà đầu tư khác. Tuy nhiên ấy, là tôi khẳng định luôn, nếu như nó tụt thêm khoảng 7-8% nữa ấy,
thì bố đứa không bán, nhưng mà những cái đội mà người ta không chịu được thì người ta sẽ phải bán ra, còn nếu không thì người ta sẽ phải giữ cái cổ phiếu này hàng 2 3 năm sau thì may ra nó mới bắt đầu lên, hoặc là năm 1 năm sau, ít nhất cũng phải 1 năm sau nha. Đấy, và nó không không đạt được cái cơ hội thuận lợi đấy. Và nếu như là tôi ấy, thì tôi sẽ không chọn, ví dụ như đây con này cũng là con rác nhé. Đấy, nếu như tại cái thời điểm này tôi sẽ mua con này, nhưng tôi không mua con này. Đấy, nếu như là tôi tại thời điểm này tôi nhìn vào đồ thị thì tôi sẽ mua con này và tôi không mua con này. Đấy, đấy đấy là đấy là đấy là quan điểm của tôi thôi nhá, còn các bạn là tùy các bạn, tôi không khuyến cáo các bạn nên mua hay không mua. Lý do thì tôi đã giải thích ở cái clip trước, tôi cũng coi như là cái clip đấy là một món quà của tôi dành cho các bạn, và tôi đã nói rồi, cái việc mà khuyến nghị cổ phiếu rộng ra ngoài cho mọi người biết đấy là nó thực ra nó không phải là ưu điểm đâu, nó là nhược điểm, bởi vì nó sẽ làm cho đội lái vân vân đúng không, người ta sẽ khó chịu và có thể là người sẽ phang cho. Nhưng đấy, các bạn hình dung ra là những cái cổ phiếu lớn như này, này thì không sao, nhưng những cổ phiếu nhỏ này thì rất nguy hiểm nha. Đấy, rất nguy hiểm nên các bạn cũng phải cảnh giác. Đấy là cái mà tôi nói chia sẻ với các bạn, và tôi không bao giờ muốn khuyến nghị cổ phiếu lên cái chỗ cộng đồng là vì thế. Chúng ta khuyến nghị xong rồi cổ phiếu có thể sập xuống xong rồi các bạn bán hết ra chịu lỗ, xong rồi nó lại tăng lên ầm ầm. Đấy là cái mà tôi cũng đã có kinh nghiệm, tôi cũng đã trải qua rồi, tôi cũng biết. Mặc dù là chúng ta đánh giá nhận định nó rất là tốt rồi, đánh giá tất cả các mặt, ưu điểm nhược điểm phân tích đi phân tích lại kỹ càng rồi, và chúng ta quyết định mua, chúng ta phát hiện ra dòng tiền lớn rồi đấy, nhưng khi mà chúng ta thông báo rộng rãi quá là có khi là nó lại 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 nguy hiểm đấy. Tuy nhiên đấy, là nếu như chúng ta đánh giá được cái dòng tiền vào ấy nó đang rất là mạnh thì cũng không không có gì đáng sợ nha. Ví dụ cái cổ phiếu này hiện tại bây giờ dòng tiền nó vẫn đang vào mạnh đúng không? Rất là, tất nhiên là sáng nay tôi quan sát rồi tôi thấy bị bán cũng mạnh đấy, chứ không phải là vừa đâu, bán mạnh đấy. Nhưng quan điểm của tôi ấy là mấy cái cây này này nó đã mua đến 40 triệu cổ phiếu rồi, 40 triệu cổ phiếu rồi, trong khi đó các bạn có thể tự cộng nhé, 10 cây rồi, 10 cây nó mua khoảng 40 triệu cổ phiếu rồi, gần 40 triệu, trong khi đó cả cái công ty này nó có 100 triệu cổ phiếu thôi mà có khoảng là 50 triệu cổ phiếu tự do. Đấy, tôi cho các bạn xem 50 triệu cổ phiếu tự do, thì những cái công ty nhỏ nhỏ như thế và cái lượng giao dịch tự nhiên đột biến như này này là giao dịch đầu cơ, và nó có nhiều khả năng thôi nhé, nhiều khả năng nó sẽ tăng mạnh. Đấy là cái chia sẻ của tôi đấy, nhân cái câu chuyện các bạn hỏi về cổ phiếu HNG. Còn đấy, thị trường sáng nay thì nó vẫn đang 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 trong cái dự dự định của chúng ta rồi đấy. Trong những cái thứ đấy thì những cái phiên này thì không nên bán nữa rồi. Những phiên này nếu như các bạn bán là một là mất hàng và chịu lỗ nhiều. Những phiên này ấy, là nếu như các bạn xác định được cổ phiếu tốt thì nên mua. Cổ phiếu tốt ấy là cổ phiếu mà nó sẽ tăng giá nhé. Chứ ví dụ như là HNG hoặc HPG đi cũng chẳng hạn. Quan điểm của tôi ấy là HPG này này có thể nó sẽ tích lũy một thời gian dài nữa, thêm một thời gian nữa có thể nó cũng chưa thể sập được xuống đâu, bởi vì lượng tiền trong này nó nhiều, nó sập xuống là khó, nhưng đấy nhưng để tăng mạnh là khó đấy, ví dụ như thế. Nhưng mà ví dụ như HNG chẳng hạn, tôi xác định cái tiềm năng để tăng mạnh của con này là khó thì tôi sẽ không không mua. Và quan điểm của tôi ấy là tôi không quan, nếu mà so sánh hai công ty này nhá thì HNG có vẻ là đang chiếm ưu thế tốt hơn, tất cả thứ tốt hơn vân vân, nhưng đấy nếu mà tôi tại thời điểm này con này nó đang rẻ hơn nhưng tôi sẽ mua con này đấy, ví dụ thế nhá. Thì tôi sẽ đánh giá các cái mặt và tôi sẽ chọn những cổ phiếu mà nó phù hợp với cái giai đoạn này. Thứ nhất là nó phải phù hợp với giai đoạn này, là tôi nói đấy là cổ phiếu nó phải có tính đầu cơ mạnh. Đầu cơ mạnh thì nó sẽ dễ bị đẩy giá, và giai đoạn này cổ phiếu rác thừa lên ngôi. Thì cái con HNG này này bây giờ nó cũng chỉ là con cổ phiếu rác thôi, nó không có cái gì oai phong của con cổ phiếu này đâu, mặc dù là nó vẫn đang còn cái đấy, vẫn đang 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 còn cái mác là công ty cổ phần nông nghiệp hoặc là quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, nhưng nó chỉ còn cái mác đấy thôi, chứ nó chẳng qua chỉ là một con cổ phiếu rác ở thời điểm này thôi. Tuy nhiên cái con rác này này thì nó không có năng lực đầu cơ, không có khả năng đầu cơ. Các bạn hình dung cả ngày hôm nay nó giao dịch được,
cả buổi sáng hôm nay giao dịch 4 triệu cổ phiếu, ăn thua gì 4 triệu cổ phiếu so với của nó có hơn 1 tỷ cổ phiếu, hơn 1 tỷ cổ phiếu. Đấy, công ty của nó to gấp 11 lần cái công ty này. Đấy, các bạn hình dung này, to gấp 11 lần công ty này. Đấy, trong khi đó lãi các thứ thì không có, nhưng công ty này nó làm ăn vẫn đang lãi. Đấy, và cái giai đoạn mà nó sập xuống này thì tôi không chưa tìm hiểu, và tôi cũng không tìm hiểu tại sao nó sập nhanh thế. Và nó sập xuống nhanh thế. Các cái cây này nhìn to này thôi, nhưng mà khối lượng nó chỉ có mấy chục nghìn cổ phiếu thôi, mấy chục nghìn cổ phiếu thôi. Đấy, sang đến cây những cây này ấy, thì nó mới có hàng hàng triệu cổ phiếu. Đấy, những cái phiên này là phiên 7 triệu cổ phiếu này. Đấy, 7 triệu, hai cái phiên này, hai phiên này là 14 triệu cổ phiếu. Đấy, 14 15 triệu cổ phiếu hai phiên này. Đấy, và tổng tổng của 10 cái cây cao này, 10 cây cao này thôi là nó khoảng gần 40 triệu cổ phiếu. Đấy, các bạn hình dung thế. Và chúng ta đã tính toán được hết là cái lượng người để đẩy cái cổ phiếu này lên ấy thì nó chỉ cần ít thôi, không cần nhiều. Đấy, mỗi người 1.000 và mỗi người 2.000 chẳng hạn thì chỉ cần có vài người thôi. Đấy là đang nói mỗi người 2.000. Còn có những người ở đây tôi để ý mua 50.000, 10.000 này, 10.000 này. Đấy, mua rất là mạnh. Đấy, thì các bạn hình dung ra cái lượng người, ví dụ như là mỗi người 10.000. Đấy, mà chỉ cần 1.000 người thôi là đã có 10 triệu cổ phiếu rồi, đúng không? 10 triệu cổ phiếu rồi. Đấy. Và cái giai đoạn này ấy thì chỉ cần đẩy đẩy ít thôi là nó sẽ bò dần 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 lên, và cái lượng hàng của nó sẽ khan dần. Khi mà cái lượng hàng đầu cơ mạnh rồi và nó khan dần ấy, thì thực ra ấy là lúc đấy là nhỏ lẻ sẽ mua bán cho nhau thôi. Lúc đấy tay to người ta sẽ không vào đâu. Những cái cục đặt đây này là tay to người ta đặt mục đích để cho đấy, những ông nào mà muốn bán thì bán hết đi, còn những ông nào muốn mua thì mua đi. Đấy, sau đó thì người ta sẽ đẩy nha. Còn chúng ta sẽ không đoán được đâu, không 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 thể đoán được là nó sẽ đi như thế nào. Đấy, còn nếu mà nó bị giảm giá ấy, thì cắt lỗ thôi, chả có cách nào khác nha. Chúng ta không đoán chắc được 100%, bởi vì thị trường giai đoạn này nó đang xấu rồi, còn giai đoạn đẹp ấy thì nó đã đi qua rồi, giai đoạn đang xấu. Và rất hy vọng là đấy, cái giai đoạn cái cây nến này này là cây nến mà nó tụt hẳn xuống rồi, nó tụt hẳn xuống so với cái hỗ trợ này này. Đấy, có nghĩa là nó bị gãy rồi. Đấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ đợi cái tín hiệu RSI chạm 30 xem nó thế nào, đúng không? Xem thế nào. Còn cái này đang đi đúng theo những cái gì mà chúng ta đang dự định, đúng những gì đó. Còn một cái dự định nữa là chúng ta kiểm tra xem là nó phá vỡ được cái đường xu hướng tăng này hay không. Đấy, nếu không phá vỡ đường xu hướng tăng mà chạm vào đây bật lên đấy thì nó lại là câu chuyện khác nhá. Và hiện tại bây giờ ấy, đấy, nó hiện tại bây giờ ấy là nó đã tụt qua cái đường này là đường MA 100 nhá, nó đã tụt qua cái đường MA 100 rồi. Đấy. Tiếp theo cái đường này này là đường MA 150. Đấy, thì chúng ta còn cái hỗ trợ của đường MA 150 và cái đường này là cái đường xu hướng nhá, chúng ta đợi xem trong các cái phiên tới xem thế nào. Và hôm nay đã là thứ tư rồi. Đấy, thì có lẽ là đây nó đã là cái đỉnh ngắn hạn rồi. Có lẽ là đây là đỉnh ngắn hạn rồi. Nó chỉ còn một cái thứ vớt vát nữa mà chúng ta muốn vớt vát là xem cái đường xu hướng này có bị xóa sổ đi hay không. Đấy, xem cái đường xu hướng này có bị xóa sổ đi hay không thôi. Còn đây đã có thể xác định được là đỉnh ngắn hạn rồi, còn có ba phiên, hai phiên nữa thôi, phiên thứ năm và phiên thứ sáu thôi thì khó có thể kéo được lên lại lắm, nên đây đã là đỉnh ngắn hạn rồi ấy, thì quan điểm của tôi đây vẫn là đỉnh dài hạn. Và như thế ấy, là nó sẽ đang đi tìm đáy chứ không phải là tìm cái ngưỡng hỗ trợ để bật lên đâu. Đấy, đấy là quan điểm của tôi. Và những cái giai đoạn này này, giai đoạn yếu của thị trường này, thường là cổ phiếu rác nó sẽ lên ngôi. Đấy, các bạn cứ để ý, tất nhiên là không phải cổ phiếu rác nào nó cũng có thể lên ngôi được. Lý do ấy, đây tôi cũng giải thích luôn để các bạn có cơ sở, các bạn hình dung ra sau này các bạn cũng có kinh nghiệm rồi, các bạn có thể tự phân tích được, tự mua bán, tự quyết định cho nhanh. Lý do ấy là cái giai đoạn mà thị trường đi xuống này này, thị trường downtrend đấy, thì nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư tổ chức người ta muốn rút tiền ra thì người ta phải đẩy chỉ số. Bây giờ các bạn hình dung nha, nó cứ sập xuống này chả ai nhảy vào mua, không ai nhảy vào mua, sợ làm sao dám mua được. Và muốn đẩy được chỉ số, người ta sẽ có rất nhiều nhiều cách. Đấy, một là người ta có cái bài gọi là vào 3 ra 7 đấy, có nghĩa người ta mua 3 phần và người ta bán 7 phần, người ta cứ lòng vòng vậy để cho nó ra, đến đến lúc mà người ta ra
được một lượng lớn cổ phiếu thì thôi, đấy là một cách. Nhưng cái cách đấy ấy, thì người ta cũng vẫn thiệt hại rất là nhiều, người ta cũng phải thiệt hại đấy, người ta phải đẩy chỉ số bằng những cái cổ phiếu trụ. Đấy, cái cách khác ấy là người ta dùng cái lượng tiền đấy người ta đầu cơ các cổ phiếu nhỏ chỉ số, các cổ phiếu nhỏ, ví dụ như kiểu cổ phiếu nhỏ này, những cổ phiếu rác, người ta đầu cơ những cổ phiếu rác ấy thì nó cũng góp phần tăng tăng điểm của cái chỉ số VN Index đấy, nó sẽ góp phần vào cái chỉ số VN Index nha. Khi các cổ phiếu nhỏ này nó cứ tăng 10%, 9%, 10% ấy thì nó cũng đẩy cái chỉ số tăng lên. Và khi cái chỉ số tăng lên ấy thì người ta sẽ dễ dàng rút tiền ra từ những cổ phiếu lớn. Đấy, đấy là lý do, đấy là lý do thôi. Và thông thường ấy là những cổ phiếu rác ở cái giai đoạn thị trường nó sụp đổ ấy thì thường nó sẽ lên ngôi. Đấy. Đấy nhá. Đấy, và bây giờ tôi lại chạy cái chương trình để các bạn có thể, tôi vẫn tìm kiếm được những cổ phiếu nó tăng giá mạnh ở giai đoạn này. Cổ phiếu này hôm nay nó vẫn xanh đấy. Nhưng hôm nay tôi thấy nó dao động rất là mạnh. Đấy, tôi thấy dao động rất là mạnh và khả năng nhiều là nhỏ lẻ sẽ đã bán ra. Hôm nay là nó lại có cái tín hiệu RSI là vượt 60 này, là cũng là rất là đẹp. Cái tín hiệu này có thể là bắt đầu mua vào đấy. Tôi đợi tí. Chúng ta sẽ tìm những cổ phiếu tăng mạnh nhé. Hôm nay là ngày 24 rồi. 24 rồi, còn rất ít phiên nữa thôi. Sao không hiểu thị trường hôm nay không tìm được cổ phiếu này, để tôi kiểm tra lại em chưa load được hết. Buổi chiều hôm nay thì tôi lại bận rồi. Đấy, buổi chiều hôm nay cả buổi chiều tôi sẽ không theo dõi được thị trường và tôi cố gắng sẽ tổng kết thị trường khi buổi tối hoặc là 6 giờ. Khoảng 6 giờ. Hoặc đấy, hoặc là lúc khoảng 3 giờ cũng được, 3 giờ, 3 giờ có thể là tôi sẽ tổng kết được, 3 giờ. Tổng kết chậm thì thực ra 3 giờ thì mới kết thúc. 3 giờ hơn 3 giờ. Hơn 3 giờ nhưng mà như thế nó hơi vội, bởi tôi khoảng 3 giờ 10, 3 giờ 15 thì đấy tôi ghi xong. Nên là thôi để đến 6 giờ đi. Đấy, hôm nay không có nhiều cổ phiếu tăng mạnh, ngay cả những cổ phiếu rác nó cũng không tăng. Nha. Đấy, còn tất nhiên là tôi sẽ tìm được những cổ phiếu ở cái danh sách mở rộng. Đấy, nếu như các bạn muốn thì bởi vì hôm nay nó ít quá tôi sẽ cho các bạn thêm cái danh sách mở rộng. Nhưng cái danh sách mở rộng ấy tôi khuyến cáo là các bạn không nên mua. Nên tôi không muốn cho các bạn. Bởi vì nó giao dịch ít lắm, nó giao dịch kiểu 100-200 cổ phiếu trong một phiên. BMC nhá, hôm nay vẫn tăng mạnh này. VHE. Đấy, VHE thì tôi đã cho các bạn từ đây rồi. Đấy. Thậm chí từ đây đấy, và nó đang tăng rất là mạnh. VIG đấy, KSQ thì hôm nay là cây mua, và FID đấy, năm nhá, chỉ có 5 cổ phiếu thôi đấy.
Còn hôm nay xem dòng tiền có rút ra ở đâu không? Phiên buổi sáng nay có vẻ lưỡng lự, chưa 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 có giao dịch mạnh lắm. Đấy, nhưng cũng có ví dụ như STB này, STB thì hôm nay dòng tiền vào chứ không phải là ra đâu. Dòng tiền bắt đáy nhá, bắt đáy sớm hơn STB. VND thì bị rút tiền ra mạnh này, VND. Dòng chứng khoán bị rút ra rồi, SSI bị rút ra rồi. Đấy. VHM thì vẫn thế thôi nhá. Đấy, và hôm nay chỉ có 4 cổ phiếu là có dòng tiền lớn thôi. Và vì vì nó ít quá nên tôi cho các bạn một cái danh sách mở rộng hơn. Đấy, danh sách mở rộng hơn để các bạn có cơ hội tìm kiếm. Nhưng mà danh sách này thì nó nhiều quá. 131 cổ phiếu cơ. Nhiều quá. Nhiều quá nha. Danh sách này thôi các bạn, thôi đừng tìm cái danh sách này, nguy hiểm lắm. Cái danh sách này nó nhiều cổ phiếu, nó cũng nguy hiểm. Đấy, tôi cho các bạn một cái danh sách để các bạn có thể bắt đáy nhá. Nghiên cứu bắt đáy ở cái giai đoạn này. Cũng ít quá. Cơ bản là nó đang đang gãy nền hết rồi. Nên là cũng cũng không 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 nên tham gia cái này nhá. Đấy, chỉ hai danh sách trên thôi. Hai danh sách, một cái danh sách 4 cổ phiếu, danh sách 5 cổ phiếu đấy các bạn có thể nghiên cứu. Tuy nhiên giai đoạn này thì quan điểm của tôi là nên quan sát thì hơn. Nên quan sát thì hơn. Đấy. Hoặc là chỉ vào một hai cổ phiếu dạng đầu cơ thôi nhá. Cuối cùng để mua hoặc bán cổ phiếu thì các bạn cần nghiên cứu kỹ thêm các thông tin khác và phải chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình. Chúc các bạn đầu tư thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.